Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục đối thoại mỗi ngày. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục đối thoại mỗi ngày kỳ trước, quý vị cũng đã có một cái nhìn tổng quan về hệ thống đê điều của thành phố Hồ Chí Minh cũng như những nỗ lực của thành phố chúng ta trong việc xây dựng và duy trì bảo vệ hệ thống đó. Vậy thì làm thế nào để hệ thống đê điều đó phát huy được tất cả những cái chức năng của nó cũng như là để tạo điều kiện làm sao cho thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện được cái hệ thống đê điều này phục vụ tốt hơn cho đời sống của người dân. Hôm nay trong chuyên mục đối thoại mỗi ngày, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công tác duy tu, duy trì và bảo dưỡng hệ thống đê điều của thành phố Hồ Chí Minh nhìn ở góc độ con người. Xin mời quý vị cùng gặp lại khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, Chi cục Phó Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Hoàng. Vâng, xin chào ông, rất vui chúng ta lại tiếp tục câu chuyện về những con đê của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, thành phố đã quan tâm và đầu tư cho công tác xây dựng quản lý đê bao hệ thống sông kênh rạch, đặc biệt là việc triển khai đầu tư theo các chương trình dự án cụ thể đã mang lại những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hoạt động khai thác, quản lý, tu bổ hệ thống đê điều vẫn còn cần được đầu tư quan tâm nhiều hơn. Bên cạnh việc đầu tư về tài chính, kỹ thuật cho công tác xây dựng, quản lý, tu bổ hệ thống đê điều, thì việc đầu tư phát triển đội ngũ nhân sự ngành thủy lợi là công việc cần phải được quan tâm hơn nữa, nhằm khai thác, vận hành, quản lý ngày càng tốt hơn hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan đến đê điều của thành phố. Trong chương trình kỳ trước thì ông cũng đã chia sẻ rất nhiều về cái tổng quan về hệ thống đê điều cũng như là những cái nỗ lực của đội ngũ những người làm thủy lợi và phòng chống lụt bão của thành phố trong việc là duy tu, duy trì và bảo dưỡng hệ thống đê đó. Thì ông có thể đưa ra một vài những cái đặc trưng của cái công tác bảo vệ, duy tu, duy trì và bảo dưỡng cái hệ thống công trình thủy lợi nói chung và đê điều nói riêng không? Cái đặc điểm công trình thủy lợi của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là có hai loại, mà chính hai cái loại này là nó cái tác động, nó ảnh hưởng đến cái hai cái biện pháp mà quản lý vận hành của hai cái hệ thống này nó khác nhau. Thứ nhất là cái công trình thủy lợi là vùng ảnh hưởng của thủy triều. Đây là hệ thống mà chịu tác động chính là của cái thủy triều, do đó cái công tác vận hành quản lý là đóng mở là thực hiện theo cái con triều, và mục đích chính là chúng ta là ngăn mặn, sổ phèn, rồi trữ nước trong đồng phục vụ sản xuất, đồng thời là cũng là ngăn chặn cái tình trạng mà ô nhiễm để mà ảnh hưởng đến cái chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất. Cái công trình thủy lợi thứ hai là cái công trình thủy lợi vùng cao. Thì công trình này á, là tập trung cho là chính là cái hệ thống kênh Đông Củ Chi. Công trình này là lấy nước chủ yếu từ hệ thống hồ Dầu Tiếng tưới cho cái khu vực của Củ Chi. Thì đây là hai cái loại đặc trưng về cái công trình thủy lợi ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Với đặc thù là một cái vùng sông rạch chằng chịt và cũng như là những cái hệ thống mà thủy nông nó có những cái tuổi đời khác nhau, thì làm sao để có thể vận hành một cái hệ thống đó nó tương thích với nhau và nó hoạt động tốt nhất, thì cái yếu tố con người đã được đặt ra như thế nào, và ông có thể chia sẻ về những cái đặc trưng đặc thù về cái nguồn lực con người của thành phố Hồ Chí Minh trong cái lĩnh vực mà thủy nông thủy lợi. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh ta là phân cấp theo cái có cái quyết định 852 phân cấp về quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thì trong đó có đê điều. Thì đối với những cái công trình thủy lợi mà liên huyện hoặc là những công trình thủy lợi mà có tính chất yếu tố kỹ thuật phức tạp, hoặc là những công trình thủy lợi mà có cái quy mô phục vụ là trên 500 hectare trở lên đó, thì là thành phố là phân cấp giao cho công ty quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi là quản lý. Còn những cái công trình thủy lợi còn lại là nằm trên địa bàn của các quận huyện, thì quận huyện nào thì là quận huyện đó là sẽ tổ chức quản lý khai thác. Nếu mà chúng ta bàn về yếu tố con người đó, thì hiện nay theo cái đánh giá nhận định đối với lại chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão và công ty quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, thì đây là những cái đơn vị mà gọi là chuyên ngành, có cái chuyên môn nghiệp vụ và có cái trình độ là từ đại học và trên đại học trở lên. Còn đối với lại các quận huyện đó, thì vấn đề này cũng là vấn đề chúng ta cần phải bàn, tại vì hiện nay á, là vấn đề quản lý khai thác ở dưới công trình thủy lợi ở dưới địa phương, thì có địa phương thì giao cho phòng kinh tế, có địa phương thì giao cho phòng quản lý đô thị. Rồi ở các xã thì có cái cán bộ mà giao thông thủy lợi và hoặc là cán bộ địa chính. Tuy nhiên thì cái lực lượng này là rất ít. Ví dụ tôi nói ở cán bộ ở dưới xã thì chỉ có một người là phụ trách thôi. Rồi cái thứ hai nữa là vấn đề về con người nó cũng thường xuyên thay đổi. Thời điểm này thì anh này anh đảm nhận công tác này, lúc khác thì lại thay đổi người khác. Vấn đề thứ ba nữa là cái khó khăn nữa là vấn đề về cái trình độ của cái người phụ trách ở dưới cơ sở. Theo thống kê của chúng tôi là chỉ có Bình Chánh, Cần Giờ, rồi Củ Chi là có cái cán bộ là có cái trình độ về cái chuyên ngành thủy lợi. Chính vì vậy nên là trước cái thực trạng mà đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thủy lợi ở dưới cơ sở như vậy, thì hàng năm là chúng tôi có phối hợp cùng với lại chỗ công ty
quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi là tổ chức các cái lớp tập huấn. Chúng tôi tập huấn về vấn đề về nghiệp vụ, về vấn đề pháp lý, về cách xử lý tình huống, rồi công tác vận hành, báo cáo như thế nào trong vấn đề về quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi. Như vậy là với cái tình hình đội ngũ cán bộ như ông vừa chia sẻ cũng như là tình hình thực tế, nó có những cái đòi hỏi nó rất khác với ngày trước, thì chúng ta có cái hướng triển khai để đào tạo và tập huấn cái đội ngũ cán bộ như thế nào để đáp ứng được với cái tình hình mới? Thì trước cái tình hình mà thay đổi về vấn đề thời tiết, về ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như là tình hình phát triển đô thị, phát triển xã hội của thành phố, và đặc biệt là chúng tôi là tập trung là triển khai thực hiện cái chương trình tái cơ cấu ngành thủy lợi để mà phục vụ cho cái chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng là bền vững, nâng cao giá trị gia tăng. Vừa rồi thì chúng tôi đã có trình và thành phố đã chấp thuận cho là chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão là triển khai phối hợp với lại trường đại học thủy lợi là thực hiện cái công tác đào tạo, nâng cao cái nghiệp vụ chuyên môn về thủy lợi cho các cái cán bộ phụ trách cái thủy lợi ở cấp quận huyện, cái phường xã. Đó thì dự kiến là một năm là chúng tôi sẽ tổ chức là coi như là 3 lớp với cái số lượng học viên là khoảng 120 người. Đó thì hy vọng là qua cái chương trình đào tạo này thì là sẽ tăng thêm cái nâng cao cái kiến thức cũng như là cái trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho các cái cán bộ giao thông thủy lợi ở dưới cơ sở. Chính cái kết quả đào tạo này cũng là một cái góp phần để cho các cái cán bộ giao thông thủy lợi dưới là cái thực hiện tốt cái hoàn thành cái nhiệm vụ quản lý khai thác của mình ở dưới cơ sở. Vâng, thưa quý vị, hy vọng là qua loạt chương trình về giới thiệu về cái tình hình thực tế của hệ thống đê điều thủy lợi của thành phố cũng như những chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Hoàng, chi cục phó chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão thành phố Hồ Chí Minh, thì quý vị cũng sẽ một lần nữa hiểu hơn được tất cả những cái nỗ lực trong thời gian qua của các cán bộ trong ngành thủy lợi và phòng chống lụt bão của thành phố đã làm để duy trì cái hệ thống đê điều cũng như là thủy lợi, hệ thống thủy nông vận hành tốt nhất trong tình hình thực tế là biến đổi khí hậu càng ngày càng ảnh hưởng rất rõ đến đời sống của chúng ta. Xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Hoàng rất nhiều về những chia sẻ của ông. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này ngày mai.